Alo, chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình ở Veradero nè các bạn. Đây là cái resort Grand Austin mới mở được 8 tháng thôi. Cái khách sạn này rất là đẹp nha các bạn. Đây là cái cổng đi vô nè. Mới có 8 tháng thôi nha các bạn. Nó được 6 tầng. Đây là cổng phía trước của Grand Austin. Vừa vô đây là cái lobby nó nằm ở trước cửa. Đây là cái sảnh của nó nè các bạn. Thấy lớn dễ sợ không? Mát mẻ. Thank you. Welcome to Grand Austin Veradero Hotel. My name is Iliaris. Thank you. Thank you, Iliaris. Còn ở bên đây đó là nó bán mấy cái tour nè các bạn. Còn cái bàn này đó là customer service. Nó nằm phía bên tay trái của cái lobby. Kế một bên đó là cái coffee shop đó. Các bạn đi vô phía bên trái, đi vào một chút xíu nữa là nhà hàng buffet. Đây là cái nhà hàng buffet nè các bạn. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều rồi đãi ở đây. Hello, my name is Lisbeth. I'm the manager of guest service in Grand Austin Hotel. This is the buffet restaurant. Enjoy. Thank you. À, các bạn thấy không, cái nhà hàng buffet nè các bạn, rất là lớn, rất là rộng rãi luôn, đèn trang trí rất là modern, chỗ ngồi rất là rộng rãi luôn, máy lạnh đầy đủ luôn. Trước này đó là dàn bánh mì nè, có đồ nướng đồ hết. Đây là dàn salad nè các bạn, rất là nhiều đồ ăn luôn, đầy đủ sauce hết. Có salmon, có này có nọ đủ hết nè các bạn thấy không. Cái này dạng đồ chua đồ ngọt. Còn phía bên đây là có chuối nè, chuối này là chuối hấp với cheese, cơm xào, đậu. Nó là dàn đồ chua nè các bạn. Cái này có cá, có cơm. Chờ khách vô rồi đó các bạn. À, các bạn thấy dàn bánh không? Quá đẹp luôn. Rất là đẹp. Còn phía bên đây nè các bạn thấy không? Cơm, cá. Thịt kho, cái này giống như thịt kho, mình kêu thịt kho thôi chứ cái món này của người Cuba giống như thịt kho vậy nè các bạn này. Các bạn thấy không, ở đây nó cho ăn cánh gà nè. Các bạn thấy không, nó có cái lò nướng pizza tại đây luôn nè, làm xong rồi nướng liền. Đây có pasta nè, thấy không? Thì mình muốn ăn cái gì mình nói ông xào pasta cho mình nè. Cây là các bạn thấy không, khóm, ổi, đủ, khế. Nè các bạn thấy không, bây giờ mới vừa mở cửa thôi, người ta vô quá trời. Này he's the head chef of the restaurant. Thank you. Giấc chưa ở resort này nó có cho ăn crème nè các bạn. Ở ngoài cái sảnh nè các bạn, đi qua phía bên tay mặt đó là cái lobby bar nè các bạn. Cái bar này nó mở 24 hour luôn. Các bạn đi thẳng vô đây
Phía bên đây là có cái thang máy cho mình lên nè. Cái này là phía bên trong của cái building nè. Còn phía bên tay trái á. Hola. Anh phía bên đây á là chỗ người ta chơi piano ban đêm, cho chỗ này ngồi rất là yên tĩnh ban đêm. Còn phía bên đây á là snack bar nè các bạn. Hola amigo. Hola, hola. Hello, how are you? I'm good, how are you? We miss you. We went to the restaurant. Ở đây mở 24 hour. Bạn đi thẳng vô phía bên đây á, đường đi vô cái sport bar này. Giờ này thì chưa có mở cửa, 11 giờ mở tới 11 giờ tối. Ở đây pha nước uống rất là ngon. Hola. Trong cái sport bar của nó nè các bạn. Máy lạnh rất là mát luôn. Bạn đi thẳng xuống dưới đây. Còn các bạn phía bên đây nó cũng có cái gym đó nè. Trong gym nó cũng có đầy đủ đồ nghề hết trơn. Xe đạp với treadmill. Còn đối diện với cái snack bar là cái spa. Nè các bạn, ở trong cái lobby vừa đi qua cửa bên đây nè, là đi thẳng xuống là đi ra cái pool. Nè cái pool nó nằm ngay trước mặt cái lobby luôn á các bạn. Hai cái pool. Thấy không, cái pool nó có mấy cái lounge chair cho nên nó nằm ở dưới này luôn. Nằm nước. Kế bên kia là có cái bar. Bên đây cái pool này thì nó cạn hơn nè các bạn. Sáng nào cũng có anh ta dọn dẹp cái pool. Đây là cái pool này cho mấy đứa nít chơi nè. Ở phía bên lobby á, các bạn quẹo mật. Rồi các bạn đi thẳng đường này. Rồi đi xuống cái beach. Các bạn đi xuống đây qua cái cầu là đi đường đi xuống cái beach nè. Này trời mới có 10 giờ sáng, nước mát, yên tĩnh, không có nguyên sóng, sóng nhẹ nhẹ thôi. Ở đây là cái dàn entertainment của mình đã dẫn các bạn đi dòng sông Grand Austin Resort. Các bạn thấy thế nào? Nếu các bạn thấy thích thì hãy đến đây với Grand Austin. I really recommend this resort. And thank you for watching.